Xin chào toàn thể các em học sinh thân mến. Thầy tên là Dương Minh Tài, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình thể dục lớp 5. Trước khi vào bài học, thầy có một số điều cần lưu ý với các em như sau. Ngồi học ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần tivi, máy tính hay điện thoại. Trong khi ngồi học, các em cố gắng tập trung chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ 7 là động tác nhảy và động tác thứ 8 là động tác điều hòa. Trước khi vào bài học, các em cùng thầy khởi động nhé. Ta đứng hai chân gọng, rồi chuẩn bị xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đứng hai chân chậm xoay khớp gối, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo nội dung, thầy sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ 7 là động tác nhảy. Mời các em xem tranh. Động tác thứ 7, nhảy. Tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời tách hai chân. Tay trái đưa ngang, bàn tay sấp. Tay phải gặp cẳng tay trước ngực, bàn tay sấp. Nâng cánh tay bằng vai, căng ngực, mặt quay sang trái. Nhịp 2, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, các em sẽ thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2. Nhịp 5, bật nhảy đồng thời tách hai chân. Hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau, ngẩng đầu. Nhịp 6, bật nhảy đồng thời khép chân, hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7, thực hiện giống như nhịp 5. Và nhịp 8, các em sẽ thực hiện như nhịp 6. Sau đây, thầy sẽ phân tích động tác thứ 7 là động tác nhảy. Một lần, 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, ta đứng tư thế nghiêm. Nhịp 1, ta bật nhảy hai chân. Đồng thời, tay phải đưa trước ngực gặp cẳng tay. Tay trái chỉ sang qua bên trái, đồng thời mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, chúng ta sẽ bật nhảy về tư thế chuẩn bị 2. Nhịp 3, bật nhảy tách hai chân đồng thời gặp tay trái trước ngực 3. Nhịp 4, ta bật nhảy về tư thế chuẩn bị 4. Nhịp 5, các em sẽ bật nhảy tách hai chân ra đồng thời vỗ hai tay lên cao 5. Nhịp 6, trở về tư thế chuẩn bị 6. Nhịp 7, các em thực hiện giống như nhịp 5, 7. Nhịp 8, trở về tư thế chuẩn bị 8. Sau đây, thầy sẽ thực hiện động tác nhảy 2 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em động tác thứ 8 là động tác điều hòa. Mời các em xem tranh. Động tác thứ 8, điều hòa, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang trái, rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, bàn tay sắp, lắc hai bàn tay, lắc gập lên xuống hoặc lắc sang hai bên. Nhịp 2, đưa hai tay sang ngang, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, các em thực hiện như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, các em bước chân phải sang phải, rộng bằng vai, hai tay giơ cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa, mắt nhìn theo tay, lắc hai bàn tay. Nhịp 6, đưa hai tay ra trước, lắc hai bàn tay. Nhịp 7, các em thực hiện trở lại giống như nhịp 2. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Sau đây, thầy sẽ phân tích động tác thứ 8 là động tác điều hòa một lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, các em đứng ở tư thế nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, đồng thời đưa hai tay ra trước, lắc nhẹ cổ tay. Nhịp 2, các em đưa hai tay sang ngang. Nhịp 3, các em trở về giống như nhịp 1. Nhịp 4, về thế chuẩn bị. Nhịp 5, các em sẽ bước chân phải sang ngang, đồng thời hai tay lên cao, lắc nhẹ cổ tay. 5. Nhịp 6, các em hạ xuống, thực hiện giống như nhịp 3. Và nhịp 7, hai tay đưa sang ngang, thực hiện giống như nhịp 2. Nhịp 8, trở về tư thế chuẩn bị. Sau đây thầy sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, thầy mời các em ôn lại 8 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 5. Động tác thứ nhất, vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 6, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 7 nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 8 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Vậy là vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em động tác thứ 7 là động tác nhảy và động tác thứ 8 là động tác điều hòa, và chúng ta đã ôm lại được 6 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 5. Bây giờ các em sẽ cùng thầy thả lỏng. Ta sẽ đứng hai chân rộng, đưa hai tay lên cao, hông sâu vào. Và chúng ta thực hiện động tác này 5 đến 6 lần. Tiếp theo, ta thả lỏng chân. Chúng ta cũng thực hiện động tác này 5 đến 6 lần. Thì buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em.